Cơm còn chưa kịp ăn thì cũng phải uống xong miếng nước rồi đi chứ. Cảm ơn ạ. Hôm khác cháu sẽ hẹn cô. Tạm biệt. Xin lỗi. Kỳ lạ quá. Đó là giấy vệ sinh mà. Cô ơi, cô không sao chứ? Không sao chứ? Xem cô ấy kìa. Ai lại lấy giấy vệ sinh quấn quanh người vậy? Không phải từ bệnh viện tâm thần ra chứ? Mẹ ơi, cô ấy là Michelin sao? Giống hệt nhân vật hoạt hình vậy. Đừng nói linh tinh, cô ấy chỉ hơi béo thôi. Trời ơi, thân hình cô ngầu quá. Có phải cô đang làm nghề nghệ thuật hành vi không? Tôi có thể quay video ngắn về cô. Nào nào nào, mặc cảm mà. Chị Mập ơi, có thể tự bôi xấu mình như vậy, chắc chắn phải tự tin lắm. Tôi rất có lòng tin về cô đấy. Ác mộng bao nhiêu năm đã biến thành hiện thực. Ông trời ơi, tôi phải làm sao đây? Ai có thể cứu tôi không? Xin chào, số điện thoại bạn gọi hiện không liên lạc được. Xin lỗi tổng giám đốc, anh đi đường không nhìn sao? Tổng giám đốc thật sự xin lỗi, tôi đang xem video mà cư dân mạng truyền nhau, thật sự rất buồn cười. Một cô mập lấy giấy vệ sinh quấn trên người. Quay ở đâu vậy? Chỗ này có định vị gần công ty. Tôi đang phát trực tiếp vụ việc một cô gái mập chạy khỏi bệnh viện tâm thần. Chị Mập ơi, nhìn vào ống quay đi. Nào, đừng ngại. Nào nào. Tôi chưa từng thực sự nhìn thấy ai làm nghệ thuật hành vi như thế này. Anh là ai? Dựa vào đâu ném điện thoại của tôi? Tôi là bạn trai cô ấy. Anh liên quan tới quyền xâm phạm hình ảnh bạn gái tôi. Đợi giấy triệu tập đi. Khốn kiếp, vị tổng tài bá đạo này khẩu vị nặng thật đấy. Thế nào, có sao không? Không sao. Đồ mập ú, không có tư cách thích tôi. Sao vậy?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không kịp ăn cơm, vậy thì uống miếng nước rồi hãy đi. Dạ. Diên Diên, rốt cuộc sao vậy? Em mệt rồi, em muốn về nhà. Được, chúng ta về nhà. Để em tự làm. Yêu đương vốn dĩ là chuyện tự mình có thể làm được, cứ bắt đối phương phải làm cho em. Em không sao. Thật đó. Sao anh có thể không sao chứ? Em đột nhiên trở nên mộng mỉm như vậy, anh lại không biết chuyện gì xảy ra. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Em chỉ là bởi vì thật sự không thể nhịn được nữa, sau đó liền đi ăn dụng một miếng bánh gato. Em sợ sau khi anh biết anh sẽ mắng em, nên mới không cho anh biết. Ngốc quá. Trong mắt em, anh hung dữ như vậy à? Ăn rồi thì cứ ăn, có gì đâu. Có điều, lần sau em muốn ăn gì, cứ nói sớm với anh làm cho em. Lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa. Như vậy đã tốt hơn chưa? Có thể cười lên một cái không? Chết rồi. Ngày mai là đến buổi biểu diễn. Em như thế này làm sao lên sân khấu được chứ? Em đừng lo. Ngày mai anh sẽ nói với cha Sinh, em không được khỏe, không thể lên sân khấu được. Nếu anh ta muốn truy cứu trách nhiệm pháp luật, thì bộ phận pháp luật của tập đoàn sẽ là chỗ dựa của em. Không được. Lần trước em đã từ chối một lần rồi. Nếu lần này từ chối nữa, với tính khí của cha Sinh, e rằng sẽ không cho em biểu diễn nữa. Hơn nữa, anh ta có ơn với em. Em không muốn phải đến mức dùng pháp luật. Vậy chỉ còn một cách thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau nói hết chuyện này với cha Sinh. Bộ dạng em bây giờ lại như vậy, để em suy nghĩ đã.